Hello, xin chào các bác. Đây mấy cái xuồng composite của bên công ty mình nha. Em mới về mấy cái vỏ này cũng dễ thương quá. Đây, mình vô mình quay trực tiếp coi cho các bác coi luôn nha. Máy này xuồng gì hả Quỳnh? Đây vỏ lường mấy mét? 5 mét, vỏ lường 5 mét các bác. Đây xuồng gì? Tầm khoảng 4m2. Đây, rồi bắt đầu vô kho quay cho các bác coi. Bên mình rồi, đây mấy cái vỏ lớn nè. 7m9, vỏ này là 7m9 nè. Còn cái này là dài hơn, 8m2 hay là gì đó. Vỏ siêu to. Rồi tiếp tục vô mấy con trong đây nha. Cái này có thiết kế dắt ngang này cho mấy anh đi câu cá hợp nè. Mùa dịch này đi câu cá là đúng luôn. Đó. Rất là nhẹ các bác. Cái xuồng này thì nó 2 người ghi là được. Tới này cano. Cano này 4m. Rồi thông tin của nó đây. Tải được 400kg nè. Đóng ghế đồ luôn như các bác ngồi. Bên đây cano 4m7. Mấy con này mà đặt máy đứng cỡ 15 ngựa, 20 ngựa là chạy bao luôn. Rất là phê. Rồi mấy cái lớn hơn. Vỏ rồi nè. Rồi bên mình là cung cấp đủ loại hết luôn nha. Là xuồng, rồi máy xăng, đuôi tôm, máy đứng, kiểu gì cũng có. Rồi nếu các bác muốn mua thì liên hệ qua số điện thoại là 02703948999. Thì sẽ có nhân viên tư vấn đó, tư vấn trực tiếp cho các bác, gửi hàng đi toàn quốc cho các bác luôn nha. Rồi xin cảm ơn các bác đã xem video.